chào mừng đến với thử tài đọc trailer trên kênh TV Star SCTV 11. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thử tài đọc trailer được phát sóng hàng ngày lúc 20:45 trên kênh TV Star SCTV 11. Chương trình hôm nay sẽ được bắt đầu với vài điều chia sẻ về bản thân của bạn Trần Ngọc Thu Hiền ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Em là người rất hài hước, luôn muốn nói mấy câu mắc cười để bạn bè xung quanh vui. Thích thể hiện bản thân mình nhưng đôi khi quá rụt rè không dám thể hiện. Nên em rất thích các cuộc thi như thế này, có thể thể hiện bản thân mà không phải xuất hiện trước TV hay trước mặt người khác và cũng không ai biết mình là ai. Em quyết định tham gia chương trình vì em nghĩ mình nên thử điều gì đó mới lạ. Vì em rất thích việc lồng tiếng và đọc quảng cáo nên muốn thử một lần xem giọng của mình có thể làm được những việc này không. Đến nay dù chưa biết kết quả là mình có đoạt giải hay không, nhưng em vẫn tiếp tục tham gia. Dù sao em cũng cảm ơn TV Star đã tạo ra một cuộc thi hết sức thú vị, giúp em được phát huy cũng như thể hiện sở thích và khả năng của mình. Qua những chia sẻ vừa rồi, Phạm Hùng cũng cảm nhận được Thu Hiền là một cô gái khá dễ thương và thú vị. Chúc bạn sẽ luôn mạnh dạn để có thêm nhiều trải nghiệm và thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống bạn nhé. Và ngay sau đây sẽ là giọng đọc của Thu Hiền, mời quý vị cùng lắng nghe. TV Star hân hạnh giới thiệu bộ phim truyền hình Thái Lan. Đây là anh công bóp Patarat Thatnasan. Đẹp trai lắm, giống như là nam diễn viên phim truyền hình vậy đó. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Ba của tôi chỉ để lại cho tôi có hơn 5 tỷ thôi hả? Còn một nửa kia thì để lại cho cô gái có tên là Nam Nưng. Tham vọng. Anh nghĩ lấy được trái tim cô ấy trong một ngày hả? Tất nhiên là như vậy. Đố kỵ. Chết nè, có phải đồ ăn thịt thiên nga sao? Tuy tôi rất là nghèo, nhưng không đến nỗi phải đi giành đàn ông với người khác. Tình yêu bắt đầu từ sự dối trá và sẽ kết thúc ra sao? Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Đón xem sự quyến rũ xấu xa 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Giống như Thu Hiền, một cô gái khác cũng đến từ quê hương Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng lựa chọn trailer bộ phim Sự quyến rũ xấu xa để thể hiện. Đó là bạn Lê Thị Thu Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. TV Star hân hạnh giới thiệu bộ phim truyền hình Thái Lan. Đây là anh công bóp Patarat Thatnasan. Đẹp trai lắm, giống như là nam diễn viên phim truyền hình vậy đó. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Ba của tôi chỉ để lại cho tôi có hơn 5 tỷ thôi hả? Còn một nửa kia thì để lại cho cô gái có tên là Nam Nưng. Tham vọng. Anh nghĩ lấy được trái tim cô ấy trong một ngày hả? Tất nhiên là như vậy. Đố kỵ. Chết nè, có phải đồ ăn thịt thiên nga sao? Tuy tôi rất là nghèo, nhưng không đến nỗi phải đi giành đàn ông với người khác. Tình yêu bắt đầu từ sự dối trá và kết thúc sẽ ra sao? Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Đón xem Sự quyến rũ xấu xa lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Thu Thanh cũng cho biết thêm, em rất thích xem phim trên TV Star vì mang lại tính giải trí rất cao với những bộ phim đặc sắc lần đầu tiên được phát sóng tại Việt Nam. Em quyết định tham gia chương trình vì em muốn thử sức thử tài đọc trailer. Em muốn khám phá bản thân mình xem có những khả năng gì. Tiếp theo chúng ta cùng đến với giọng đọc của cô gái Nguyễn Uyên Anh Phương, sinh viên quốc tế trường Lincoln University qua trailer Tân Tam Quốc. Một bộ phim cổ trang bom tấn của điện ảnh Trung Hoa, được dàn dựng công phu, cảnh quay hoành tráng. Cách tính nhân vật. Tha là ta phụ người, đừng để người phụ ta. Ta cũng có câu này, tha để người thiên hạ phụ ta, ta không phụ người thiên hạ. Bí mật tình trường. Con xin người cho con gặp Liêu Thuyền đi, con xin người mà. Sao có thể vì một nữ nhi mà làm lỡ chiến cơ chứ? Và những cuộc đối đầu không hồi kết. Người thật sự muốn đánh sao? Đánh tới hơi thở cuối cùng. Được. Tân Tam Quốc lúc 21 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Chính vì yêu thích thể loại phim cổ trang nên anh Phương đã chọn bộ phim bom tấn Tân Tam Quốc để thể hiện, và bạn cũng là khán giả thân thiết của TV Star trong các phim truyền hình. Cuối cùng, Phạm Hùng kính mời quý vị cùng thưởng thức giọng đọc của một bạn nam duy nhất trong chương trình hôm nay, bạn Thái Văn Minh Vũ. Công việc hiện tại của bạn là diễn viên lồng tiếng. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Cô không biết gì sao? Là phát hiện thêm một thi thể duy nhất trên TV Star SCTV 11. Những vụ án liên hoàn. Những tội phạm đa nhân cách. Hồi hộp. Gây cấn.
Giết người hàng loạt mới là mục tiêu của tôi. Hắn ta khá khôn dạng. Cùng phá án với những ngôi sao hàng đầu châu Á. Hãy nhắm mắt khi anh đến lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Trailer Hãy nhắm mắt khi anh đến qua sự thể hiện của chàng trai đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Văn Minh Vũ cũng đã khép lại chương trình thử tài đọc trailer ngày hôm nay với tiêu chí tạo ra một sân chơi bình đẳng, không phân biệt tuổi tác nghề nghiệp dành cho tất cả các khán giả yêu thích phim truyền hình và muốn khám phá khả năng biểu đạt cảm xúc của mình qua lời nói. Chúng tôi luôn hy vọng quý vị sẽ không ngần ngại truyền tải cảm xúc theo cách của riêng mình và gửi về cho chúng tôi qua email thử tài đọc trailer a@sctv.vn quý vị nhé. Và giờ đây, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình Thử Tài Đọc Trailer. Thử Tài Đọc Trailer, một sân chơi mới lạ, duy nhất trên kênh TV Star SCTV 11. Thử Tài Đọc Trailer, khẳng định sự khác biệt.